Chắc chị mời Jacqueline đọc giùm chị cái câu hỏi chút xíu. Thưa quý vị, có một chị Tâm ở Texas gửi đến chị Trà My với câu hỏi như sau. Xin gửi lời chào của Trà My và cô xứng ngôn viên duyên dáng của đài. Xin cảm ơn chị Tâm. Chị rất thích chương trình này của Trà My và luôn theo dõi mỗi tối thứ hai. Trà My có kiến thức rất là sâu về ngành thẩm mỹ và chị đã học được rất nhiều điều khi xem chương trình này. Cảm ơn chị Tâm. Chị cũng thường hay nhuộm tóc ở nhà nhưng tóc bạc của chị không ăn thuốc và bay mất màu nhuộm chỉ trong khoảng một tuần. Thì mong Trà My có thể giới thiệu thuốc nhuộm tóc nào tốt cho chị. Dạ thưa chị Tâm, thuốc mà em cần giới thiệu đó là thuốc Reckon. Em biết cái thuốc Reckon rất là tốt cho tóc bạc ha. Thuốc này chị có thể kiếm ở tất cả những cái supply như là Sally hoặc là Melly đều có, tất cả những cái beauty supply đều có cái thuốc Reckon này. Hoặc là chị có thể mua tất cả những cái loại thuốc, nhưng làm sao mà cái số của nó là từ cái số mà nó phải có cái mã số là NA hoặc là NI, có nghĩa là Natural Ash hoặc là Natural Intensity. Hoặc cái số phía trước đó, từ số 1 tới số 5 như mình nói đó, mình khi mình tóc bạc nhiều quá, mà đặc biệt mà bạc mà trên 50% á, thì mình không nên chọn những cái màu sáng, hoặc là mình đi từ số màu 1, 2, 3, 4, 5 là maximum. Mình không có thể để những cái màu mà số lên tới số 6 là có nghĩa là cái màu nó sáng quá thì cái tóc bạc mình nó sẽ dễ bị lòi ra ngoài. Nó cho không nên, bám chắc đúng không? Dạ đúng rồi, và cái số là chỉ từ số 1 cho tới số 5 thôi, mình chọn tùy theo số. Nếu mà ai mà thích mà tóc mình không có được đen quá, mình không muốn tóc đen á, thì mình nên chọn số 4, số 5. Còn nếu mà ai mà chỉ muốn về tóc đen thì nhất thiết là phải chọn số 1 hoặc là số 2. Và những cái ký tự đi phía sau là phải là N là natural, là theo cái màu natural của mình. Và ash có nghĩa là cái màu khói đó. Cái ash này nó sẽ làm cho cái màu tóc của mình nó dính chặt hơn, trong bám vô trong tóc bạc nhiều hơn. Nó khiêu đi những cái tóc bạc nhiều hơn, nó khiêu cái color của cái tóc bạc nhiều hơn. Hoặc là intensity. Intensity có nghĩa là nó ăn tóc vô trong nhiều hơn. Còn chị Tâm mà có muốn biết thêm nhiều chi tiết nữa thì cứ vào cái email của Trà My, có nghĩa là info@tramibeautyschool.net, thì Trà My sẽ nói cho chị biết hơn, chi tiết hơn và nên mua ở đâu và cái cách pha chế như thế nào. Cảm ơn chị Trà My. Và tiếp theo là anh Nghĩa Georgia. Xin gửi lời chào và chúc sức khỏe đến cô Trà My và Jacqueline. Xin cảm ơn anh. Chào anh Nghĩa. Đề tài hôm nay rất hay và đúng tâm lý. Nhiều năm nay anh luôn nhuộm tóc bạc ở nhà và gặp không ít rắc rối với vấn đề này. Anh không biết là do phương pháp không đúng hay là loại thuốc nhuộm anh mua không phù hợp. Vợ anh thường hay mua thuốc nhuộm tại Walmart. Thì không biết là thuốc nhuộm giữa phụ nữ và đàn ông có sự khác biệt nhau không, hay là hai người cùng xài chung một loại được? Dạ đầu tiên thì My trả lời cho anh là thuốc nhuộm cho phụ nữ đàn ông đều giống nhau, không có phân biệt là thuốc đàn ông hay thuốc đàn bà. Ngay cả về những cái mỹ phẩm mà chăm sóc da hay tất cả những cái mỹ phẩm mà để dùng cho đàn ông đàn bà thì đều nó là giống nhau hết. Nhưng đàn ông thì nó có thể hơi mạnh chút xíu, hoặc là shampoo để nó hơi mạnh chút xíu, còn đàn bà nó nhẹ chút xíu thôi. Nhưng đối với tóc nhuộm thì đàn ông đàn bà đều giống nhau, không có sự phân biệt giữa đàn ông và đàn bà. Thứ hai là mua thuốc ở đâu thì mình nghĩ chị nên mua ở những cái beauty salon hơn là mua ở Walmart. Thì thường Walmart nó bán những cái thuốc đó là như nó không có professional, nó không high quality, và nó không có chi tiết, và nó thường nó mua trong cái hộp và nó chỉ cho mình rất là đơn giản. Và nhiều lúc mà mình không biết cách xài á thì có thể cái thuốc nó sẽ không ăn và cái thuốc nó sẽ không có last long. Đúng rồi đấy, cho nên đi mua thuốc nào là nên đi mua ở những cái beauty salon giống như chị nói là Sally, Melly, hoặc là mình search trên Google đó, mình search là những cái beauty salon thì nó bán rất là nhiều loại thuốc. Và tất cả những cái loại thuốc á, và nên chọn, giống như một lần nữa mới nói là nên chọn những cái màu nào mà NA hoặc là NI, có là Natural Ash hoặc là Natural Intensity. Hai cái, những cái ký tự đó nó sẽ làm cho tóc bạc stay giữ cứng hơn trên cái tóc bạc, nó làm cho giữ bám cái tóc bạc chắc hơn và nó để lâu hơn. Có nghĩa là cái màu mình bỏ vào thì nó sẽ giữ lâu hơn, ít nhất cũng phải 1 tháng 3 tuần tới 1 tháng thì cái tóc bạc mình nó mới đi ra. Chứ trừ cái trường hợp là tóc mới của mình á, cái tóc mới của mình, tóc bạc mới của mình nó đi ra thôi. Đúng vậy. Còn cái tóc mà mình đã nhuộm rồi thì nó sẽ last long từ 4 cho tới 6 tuần là ít nhất. Rất là hay. Và tiếp theo là anh Hoàng ở New York. Xin gửi lời trân trọng chào đến chương trình. Anh thường tự nhuộm tóc ở nhà nhưng luôn gặp trở ngại. Rất cảm ơn chương trình hôm nay đã mang đến nhiều thông tin bổ ích giúp cho việc nhuộm tóc tại nhà dễ dàng hơn. Anh rất thích chương trình và luôn học hỏi được nhiều điều giúp ích được cho bản thân và cả vợ mình nữa. Và thấy rất là bổ ích. Dạ đúng rồi. Anh nghĩ về cái cách mà nhuộm tóc thì mình giới thiệu luôn, khi cách nhuộm tóc là tùy theo cái tóc mình nhiều hay ít. Ví dụ như nếu mà tóc ít giống như Jacqueline thì cứ cần mua một phủ màu thôi. Nhưng mà tóc mà nhiều mà giống như tóc của Trà My đó là phải 2 ống màu mới đủ. Và tùy theo cái số lượng tóc của mình mà mình mua, và cái cách pha chế là 1-1 hoặc là 1-2. Có nghĩa là mình đọc vô cái instruction. Một cái màu
hai cái số lượng của hydroxide. Đây là cái hũ hydroxide, mình đem cái sample ra. Dạ, hydroxide thì phải có hydroxide thì cái màu nó mới dính vào trên cái tóc được. Okay. Hai cái này trộn với nhau. Có nghĩa là cái số lượng một hũ màu này mình đổ ra cái bình một hũ màu rồi mình lấy cái hydroxide, mình đổ hai cái ống hydroxide. Thì tùy theo cái instruction, có những cái loại hãng màu là một cái này một cái kia. Có nghĩa là một cái hũ màu thì đi với một cái hydroxide. Đúng rồi, tỷ lệ 1:1 hay là tỷ lệ 1:2. Nhưng đa số tất hãng mỹ phẩm, tất cả những cái hãng mỹ phẩm là 1:1, có nghĩa là một cái màu và một cái số lượng y chang vậy nè. Mình đổ màu ra một ống màu, rồi mình lấy hydroxide mình đổ vào trong cái ống này, mình đo lường, có nghĩa là một phần này. Giống như mình làm bánh đó em, mà một muỗng bột, một muỗng đường, thì cái pha màu cũng vậy, có nghĩa là một hũ màu và một muỗng hydroxide mình trộn lại với nhau. Và là bắt đầu mình để trên tóc. Và cái cách mà để trên tóc á, thì nhớ phân chia như thế nào chị? Phân chia dễ lắm. Ví dụ bây giờ mình tự làm đúng không? Mình tự làm, mình đứng trước cái kiến đúng không? Đứng trước cái kiến, cái bắt đầu mình chia cái tóc ra làm bốn. Mình chia cái tóc ra làm bốn. Nếu mà mình có người nào ở nhà đó giúp quạt lên, mình có một cái brush, cái cọ nè, và một cái hũ đúng không, mình đựng màu. Sau khi trộn rồi mình bắt đúng đầu rồi quậy. Mình quậy đều lên nha. Khi mà mình trộn một cái hũ màu với là hydroxide đều vô trong này, mình quậy, mình dùng cái brush đó mình đánh cho nó tan ra. Đánh cho tan ra rồi sau đó mình mới chia cái tóc ra làm bốn. Nếu mà mình có người nhà đó mà giúp mình bỏ lên trên tóc thì càng tốt. Nhưng mà nếu không có ai á, đúng rồi, bây giờ nếu không có ai mà anh nào mà cô đơn, hoặc là chị nào ở cô đơn ở nhà, hoặc là ông bà già cô đơn ở nhà mà không có ai giúp á, thì lúc đó mình chỉ đứng trước gương, đứng trước cái kiến của mình và bắt đầu mình chia cái tóc làm bốn. Và sau khi chia tóc làm bốn á, thì mình có thể mình lấy một cái section, mình dơ cái tóc lên, và mỗi cái section của mình á, là khoảng chừng 1/2 inch. Có nghĩa là em biết là một cái lóng tay của mình là 1 inch, thì mình làm sao khoảng chừng 1/2 inch hoặc là 1/4 quarter thôi, là 1/4 inch hoặc là 1/2 inch. Nếu mà mình lấy tóc dày quá đó thì cái tóc màu nó sẽ không ăn hết, thì khi mà mình nhuộm lên á thì cái nó sẽ bị lốm đốm, cái chỗ nào có màu thì nó đen, còn cái chỗ mà không có màu thì nó lòi ra tóc bạc. Cho nên cái maximum á là 1/2 inch, mà ai mà xuyên á thì làm mà 1/4 inch. Và khi mình lấy section á, mình phải lấy 1/4 inch. Là cỡ như vậy phải chị hả? Đúng rồi, ví dụ 1/4 inch là mình lấy thiệt là mỏng, mình lấy từng cái section, từng lớp. Giống như em thấy giờ cái con mang lên kênh này ha. Chị chia làm 4 rồi, bây giờ chị chia ra lấy một cái section rất là mỏng, đưa một lớp tóc lên. Và mình dùng cái cọ nè, mình quét từ trong góc mình ra. Từ dưới góc mình quét đi lên. Nếu mà chị nào mà chỉ có tóc bạc mà ở trong góc thôi, thì mình chỉ quét cái phần tóc bạc. Còn nếu mà ai mà bạc gần hết luôn, có nghĩa là hết cái tóc mình đều bạc, quét thì lúc đó mình sẽ quét hết cái tóc luôn, mình nhẹ nhàng quét, quét bên trái rồi mình quét bên phải. Rồi sau nhớ đeo cái bao tay vào. Không thôi đó. Đúng rồi, để không ăn dính vô cái tay mình, không? Thì khi mình quét xong mình dùng cái tay mình vuốt tóc đều và mình bỏ qua một bên. Ví dụ thuốc mà nó dính vào da đầu thì có sao không? Còn câu đó thì rất là hay, là khi mà mình làm á mà muốn chắc ăn á thì mình cho một chút xíu Vaseline. Mình thoa trên Vaseline mình thoa xung quanh cái da đầu, qua cái hairline của mình. Mình để cho trường hợp mà rủi accident, cái cục màu rớt lên trên mặt thì không sao. Nếu mà màu rớt thì vẫn rửa ra, dùng xà bông vẫn rửa ra bình thường. Nhưng mà để an toàn cho mình cho chút xíu Vaseline hoặc là chút xíu loại petroleum đó em. Chút xíu oil để xung quanh cái vầng trán của mình. Mình để xung quanh đó thì màu nó ăn vô nó không có dính, không bị dính. Đúng rồi. Thì nếu mà mình pha đó, mà nhớ mình dùng cái cọ đó mình vuốt nhẹ, vuốt đều, đừng có quăng một cục màu lên đó nhiều quá. Chút không xíu đều ra. Là có nhiều người không để ý đó là màu nó dính trên da đầu. Nhớ mình nhuộm là mình nhuộm trên cái tóc, chứ mình không có nhuộm bỏ lên trên cái da đầu. Tại vì khi mình bỏ vào da đầu mình đôi lúc mình nó ngứa. Đúng rồi, nó sẽ ngứa da đầu. Mình gội đầu mình sẽ bị ngứa. Và khi mình nhớ mình gội đó thì mình gội thì mình nhớ phải dùng cái loại dầu gội đầu là cho tóc nhuộm. Chứ không phải là lấy đại dầu gội đầu nào cũng tại được. Tại sao vậy chị Trà My, nó đỡ phai hay sao? Đúng rồi. Thì thường em biết cái dầu gội đầu, trong cái dầu gội đầu mình á là có cái chất kiềm. Cái chất kiềm mình gọi là nó là alkaline. Cái chất kiềm gọi là chất sút á. Cái chất này á nó sẽ có thể nó tẩy mà. Nó sẽ có thể lấy màu ra dễ dàng. Nếu mà dầu gội đầu bình thường thì khi em có màu trên tóc mà em dùng cái thuốc màu, cái thuốc gội đầu bình thường thì cái tóc mình nó sẽ lấy đi màu ra càng nhanh, cái xà bông nó sẽ lấy đi ra, nó không có lấy hết một lần. Nhưng mà mỗi lần mình gội thì mình sẽ lấy màu ra càng nhanh. Và cái màu mình nó sẽ bị sơ sát, nó không còn đúng cái màu ban đầu nữa. Đó. Sau khi nhuộm mình phải nên mua đúng một vậy cái... mình mua một cái loại dầu shampoo mà cho cái cho nhuộm dầu cái tóc mà có màu. Dạ vâng.
Và tiếp theo thì mình làm sao chị, sau khi mình chia đều bốn góc thì mình nhuộm hết? Đúng vậy, sau rồi, khi mình chia đều bốn góc là mình tự mình cỡ bao lâu đúng này khi khi mà em đã apply hết trong đầu rồi, bây giờ tùy nha. Bây giờ em còn cần phải tùy theo cái tóc mình á, là bạc bao nhiêu phần trăm. À, ví dụ như tóc em chỉ có 10% là bạc, 20% bạc, có nghĩa là 20% là muối mà 80% là tiêu. À, có nghĩa là cái tóc mà bạc nó ít hơn cái tóc đen. Dạ vâng. Tóc hơn tóc đen thì mình để chừng khoảng chừng 10 phút, 15 phút. Thôi. Dạ 10 dạ. 15 phút thôi. Và cái hydroxide này thì nó lại có nhiều cái volume. Ví dụ như em thấy nó sẽ có từ 10, 20, 30, 40. Dạ. Có 4 loại. Nhưng mà thường á, nếu mà bạc á, thì thường dùng 10 hoặc là 20 thôi, không có dùng 30-40. 30-40 là thường cho những tóc highlight. À, tóc ai nó màu sáng, có nghĩa là cái từ cái màu số 6, 7, 8, 9, 10 trở lên thì mới dùng 30-40 volume. Còn nếu mà ai mà ở tóc bạc chỉ muốn đưa về tóc bạc, giống như đặc biệt ngày hôm nay là chỉ đưa về tóc bạc thôi, thì mình chỉ có thể nhuộm cái hydroxide là 10 hoặc là 20 thôi. Và khi mình bỏ lên cái thời gian bao lâu á, là mình còn phải tùy theo nữa. Cái tóc mình á, khi mình apply xong, mình tính từ cái thời điểm mình apply. Đúng không? Khi mình bỏ lên hết, ví dụ như mình mất thời gian là 10 phút để mình apply mấy cái màu lên đầu, thì từ lúc 10 phút xong thì mình để, ví dụ mình dùng 20 volume thì mình để khoảng chừng 20 phút. Okay. Mà mình dùng 10 volume thì mình để khoảng 10 phút. 10 phút. À, tại vì 10 volume nó sẽ deposit, có nghĩa là cái màu nó sẽ đi vô trong tóc nó nhanh hơn, còn 20 volume thì nó đi sâu vô, nó open cái vỏ tóc này nhiều hơn, nó mạnh hơn. Yeah. Đúng vậy. Và khi mà nhớ làm màu á, khi mình để ví dụ như giờ mà tóc mà 80% bạc, có nghĩa là bạc gần hết đầu, 80% muối, 20% tiêu đó, thì lúc đó là mình phải làm sao mà để nó lâu chút xíu, có nghĩa có phải để tới 30 phút. Tại hoặc vì là nó quá 40 nhiều phút. Vì độ dày của tóc nữa phải không chị? À, nó nhiều cái bạc, nó nhiều hơn cái tóc đen, cho nên mình phải để lâu chút xíu, cho cái thời gian nhiều chút để nó thấm màu vô lâu hơn. Còn nếu mà em chỉ có từ 20-30% là bạc mà tới 70% màu đen thì mình để nhanh chút xíu, khoảng 20 phút. Nhưng mà nếu mà tóc bạc nhiều hơn cái tóc đen thì mình để là 30 phút hoặc là 40 phút. Và sau đó mình gội lại bằng cái dầu thuốc shampoo mà chị nói là chuyên dùng cho tóc nhuộm. Đúng vậy, mình sẽ dùng những cái loại mà thuốc gội đầu mà dành cho cái người tóc màu, tóc có màu. Và ví dụ sau một tháng thì tóc bạc của mẹ em hoặc bất cứ quý vị nào mà nó mọc lại chút xíu ở dưới gốc thì mình cũng dùng cái thuốc đó mình bôi lên lại ở phần gốc thôi. Nhớ nha, khi mà thuốc á, mà mình đã sử dụng rồi, khi cái thuốc mà mình hai thứ mà mình pha lại với nhau rồi á nha, mà mình rửa mà mình dư đi nha, mình lỡ mình dư đi mình xài không hết coi như là bỏ thùng rác. Nhưng mà nếu mà cái thuốc mà mình mới có mua hũ màu này, bây giờ về nè, mua hũ màu mà giờ mua hai hũ mà tóc xài lúc nào cũng vậy, pha hũ trước xong nó thiếu đổ thêm nửa hũ nữa, còn dư nửa hũ đây đóng nắp lại để dành, vẫn xài được, để dành qua tháng sau về xài vẫn được. Nhưng đừng có trộn nha. Nếu mà em đã trộn cái hydroxide vào, tại vì cái chất hydroxide này là cái chất để nó làm cho cái màu nó thấm vô trong tóc. Đúng vậy, nó là oxy hóa. Okay. Nó oxy hóa nó sẽ thấm vào trong tóc, cho nên chắc chắn là khi mà mình đã trộn rồi coi như là quăng thùng rác. Giống như là em làm bánh mà em đã pha bột đường được xong xuôi hết trơn mà không chịu đổ bánh, không nướng bánh lên thì coi như cái bột đó bỏ. Còn nếu mà mình chưa pha, có nghĩa là bột còn bột mà đường còn đường á, thì mình để dành được. Thì màu cũng y chang vậy, nếu mà hũ màu mình còn, mình chưa sử dụng, mặc dù mình mở ra mình lấy phân nửa rồi, còn một nửa mình vẫn giữ lại, có thể để cho lần sau dùng tiếp được. Đúng vậy. Và khi mà mình pha màu xong xuôi hết rồi, mình apply trên tóc rồi, cái nào dư thì mình bỏ thùng rác. Bây giờ khi nào mà mình phải nhôm lại, retouch lại thì Trà My mời quý khán giả giữ máy trong ít phút cho phần thông tin thương mại của đài. Trà My sẽ trở lại sau ít phút nữa.